thân nó bị cám dỗ bởi ăn, ngủ và tình dục. Về tâm mình nó bị cám dỗ bởi tham, sân, si, mạn, nghi. Và tuệ mình thì nó bị cám dỗ bởi tri thức. Và ba cái này thì cái nào mà chúng ta bị cám dỗ thì chúng ta cũng bị mất thời gian. Trong con người mình, bất cứ ai, nếu mà bạn quan tâm đến nội tâm bản thân mình, thì trong bản thân mình nó có ba thành phần nó xuất hiện. Ba thành phần nó xuất hiện trong một con người mình. Và mình là người điều khiển ba thành phần đấy. Thì ba thành phần đấy là thân, tâm và tuệ. Thì thân mình nó bị cám dỗ bởi cái gì? Thì cái thân mình nó cám dỗ bởi, một là ăn. Tức là cái cơ thể mình khi nào mình còn thân thì mình còn cái nhu cầu của ăn uống. Và nguyên tắc nhu cầu của ăn uống thì con người ta rất thích ăn ngon. Cho nên cái thân mình nó đòi hỏi là nó thích ăn cái gì đấy mà nó ngon miệng. Thứ hai là thân mình nó bị cám dỗ bởi ngủ. Bởi ngủ. Tức là mình bao giờ con người ta lúc còn trẻ, người ta bao giờ cũng bị cám dỗ bởi sức ngủ. Tức là nếu mà cho rảnh rỗi, có những người ngủ được xuyên 2-3 ngày vô tư, thì cái đấy là cám dỗ của thân. Và cái cám dỗ thứ ba của thân, đó là cám dỗ của tình dục. Tức là nó có cái hormone của tình dục thì bắt buộc là phải có cái nhu cầu. Và đấy là phần con rồi. Tức là nói đến phần thân mình là chúng ta nói đến phần con. Mà phần con là ăn, ngủ và tình dục. Nó bị cám dỗ cái đó. Thứ hai, nói về phần tâm thì tâm mình nó bị cám dỗ bởi tham. Tức là khi mà bạn giành giật được của ai cái gì đó, đôi khi giành giật cũng chẳng để làm gì. Tức là ví dụ như là mình có 10 tỷ rồi, có khi mình đủ sống rồi, nhưng mà đôi khi họ vẫn làm gian. Tức là họ giành giật để thỏa mãn cái tâm của họ thôi. Tức là tao chiến thắng mày. Tôi lấy ví dụ có một số ít người thôi, là quan chức chẳng hạn, đôi khi tiền họ không còn thiếu nữa, nhưng mà do cái tâm của họ là tham, họ muốn giành giật càng nhiều càng tốt. Và giành giật đấy nó thể hiện minh chứng của sự chiến thắng. Cho nên cái tâm đấy gọi là tâm tham. Cái tâm thứ hai là tâm mạn. Tức là đôi khi người ta cũng chẳng cần phải ăn đút lót làm gì đâu, nhưng mà thằng kia nó được ăn quà biếu mà mình không được quà biếu, thì nói như vậy là mình không oai bằng nó sao? Nói như vậy là mình không được người ta tôn trọng bằng nó sao? Cho nên đôi khi cầm quà chỉ để minh chứng, để giải quyết cái tâm ngạo mạn mà thôi. Tâm thứ ba là tâm sân. Ai đó mà làm mất đi cái sự an toàn của bản thân mình, nhưng mình lo nghĩ họ lấy của mình mất cái gì. Họ ví dụ lấy của mình mất danh, lấy của mình mất lợi, thì bao giờ mình cũng nổi cái tâm sân lên để mình giành giật lại. Hay là cái tâm nghi. Tức là đôi khi mình cái gì mình cũng phải nghi ngờ để giải quyết đến tận cùng của vấn đề. Thì như vậy là cái tâm thì nó xuất hiện cái bệnh của tâm là tham, sân, si, mạn, nghi. Và cái thứ ba là tuệ. Cái phần thứ ba là tuệ. Như vậy thằng tuệ thì nó lại có cái nhu cầu, mưu cầu ấy, là mình phải sáng suốt hơn người khác, mình phải thông minh hơn người khác, và mình làm cái việc gì nó cũng thành công. Vì vậy là có cái nhu cầu của tuệ. Đó là cái bản năng của tuệ. Đó là cám dỗ của kiến thức. Cám dỗ của kiến thức. Như vậy trong con người ta nó xuất hiện những cái cám dỗ sau. Một là thân nó bị cám dỗ bởi ăn, ngủ và tình dục. Về tâm mình nó bị cám dỗ bởi tham, sân, si, mạn, nghi. Và tuệ mình thì nó bị cám dỗ bởi tri thức. Và ba cái này thì cái nào mà chúng ta bị cám dỗ thì chúng ta cũng bị mất thời gian. Chúng ta cũng bị mất thời gian. Và nguyên tắc của chúng ta chỉ có 24 giờ thôi. Cho nên nếu như mà cái tâm nó bị cám dỗ nhiều quá, tức là ăn, ngủ và tình dục nhiều quá, thì đương nhiên cái chỗ mà dành cho tuệ nó không còn. Hay là cái tâm của mình mà tham, sân, si, mạn, nghi nhiều quá, thì cái trí tuệ của mình nó lại hướng về cái sự giành giật về bản thân,
Tức là họ sợ mất đi, cho nên họ họ sợ mất, cho nên họ giành giật lại, cho nên bị tham sân si mạn nghi. Vì vậy nếu cái tâm mà nó nổi lên những cái thứ tham sân si mạn nghi nhiều, cái thân nó nổi lên là ăn ngủ và tình dục nhiều, thì không còn cái chỗ để cho tham kiến thức. Nhưng mà cái này nó rất là mâu thuẫn ở chỗ thế này. Nếu mà tham tri thức thì rất là đau não. Nhưng mà tham thân và tham tâm thì nó rất là phê. Nó rất là phê. Bạn cứ cảm giác là bạn chơi điện tử đi hay chơi một ván cờ đi, mà chúng ta không giành giật được cái gì cả, nó chỉ giải quyết cái tâm mạn thôi, nhưng mà mình phê vô cùng. Thì cái thỏa mãn tâm và thỏa mãn thân thì nó làm cho mình cực kỳ phê. Nhưng mà thỏa mãn tuệ thì nó làm cho mình cực kỳ mệt. Và bắt đầu nó mới sinh ra cái xu hướng là chúng ta hay thỏa mãn thân và tâm nhiều hơn tuệ. Chính vì vậy mà trong một con người ta chính là ta, thì ta phải điều tiết được nó phù hợp giữa thân, tâm, tuệ trong 24 giờ. Chính vì vậy trong 24 giờ thì các nhà nghiên cứu về mặt tâm lý học họ mới chia khung giờ ra thành 3 cái khung giờ, chia rất đều. Tức là trong 24 giờ được chia ra 3 khung, mỗi khung 8 giờ. Vì vậy 8 giờ dùng để ăn và ngủ và tình dục. Đấy, cho nên thường các bố là ngủ và tình dục vào buổi đêm và trong vòng khoảng 8 giờ. Thứ hai là thỏa mãn cái tâm, là tham sân si mạn nghi, cho nên là nó mất khoảng 8 giờ. Tức là ông đi cái việc mà đi chơi này, đi chém gió này cho nó oai này, đi uống rượu này để nó xả stress này, mà chúng ta hay gọi là xả stress đấy, là chúng ta mất độ khoảng 8 giờ một ngày. Và cái thời gian dành cho tuệ chính là cái thời gian mà chúng ta làm việc khoảng 8 giờ một ngày. Vậy thì nếu mà cái phần thân và phần tâm nó chiếm, nó lạm dụng, nó vượt quá 16 giờ một ngày, thì cái phần cho tuệ nó không đến 8 giờ một ngày. Đấy. Thì như vậy là nếu mà dành cho tuệ mà được 10 giờ một ngày thì trí tuệ chúng ta sẽ lên. Nhưng thân nó lại không được thỏa mãn và tâm nó không được thỏa mãn, cho nên nó ức chế tâm. Vậy thì quay trở lại cái câu chuyện bạn hay bị cám dỗ. Nếu mà bạn bị cám dỗ phần thân thì bắt buộc bạn phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Bởi vì nói gì thì nói, mình cũng là vẫn là phần con. Nếu mình ăn thịt nhiều, ăn những cái đồ mà nó kích thích về mặt tiết ra cái hormone của sinh dục lớn, thì rõ ràng là tình dục chúng ta không có kiểm soát được. Chính vì vậy những khi mà mình ăn thịt nhiều, ăn trứng vịt lộn nhiều, thì bắt đầu họ phải cài thêm cái giá lá rau răm vào, thì để cho mình nó yếu sinh lý đi. Như vậy là trứng vịt lộn thì tăng cường cái sinh lý, nhưng mà rau răm làm giảm sinh lý, và bắt đầu người ta ăn như vậy, người ta gọi là ăn cân bằng, thì nó giảm cám dỗ. Nhưng vốn dĩ bố đã dê rồi mà bố lại còn toàn ăn những cái thức ăn mà nó lại tăng cái độ dê lên, thì tôi xin lỗi chứ ta không thể điều khiển được ta. Thứ hai nữa là mình đã hay ngủ nhiều rồi, ngủ lướng rồi, mà lại còn uống những cái loại mà ví dụ trà atiso chẳng hạn để kích thích ngủ nhiều, thì rõ ràng là cái chuyện đấy là nó sẽ không kiểm soát được, cứ ngồi đâu là gà gật đó. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của cám dỗ của phần tâm. Tức là vốn dĩ mình đã ham chơi rồi, mình đã ham khoe khoang rồi, mình đã ham tinh vi rồi, nhưng mình vẫn cứ hay lao đi những chỗ đám đông để mình thể hiện mình. Và trong đạo Phật như vậy thì đối với cái thuyết của trưởng não Thích Thông Lạc thì là cái đấy nó gọi là ma ba tuần, nó cám dỗ mình để mình đi. Vậy thì đấy là cái bệnh của phần tâm. Nhưng ngược lại trong một con người thì lúc nào nó cũng có ba cái phần đó. Và nếu như mà tâm và thân nó chiếm nhiều thời gian hơn thì cái chỗ mà dành cho tuệ nó sẽ ít đi. Và đấy là cái xu hướng là người ta hay bỏ việc để giải quyết thỏa mãn phần thân và phần tâm. Bởi vì thỏa mãn thân tâm là nó phê vô cùng, còn thỏa mãn cái tuệ thì ít khi phê lắm. Ví dụ như là tôi đăng một cái video lên là thầy giảng về những cái thứ rất là trí tuệ, thì tôi tin là tỷ lệ người xem nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng đến 1.000 là mắt là kịch kim.
Nhưng mà nếu bây giờ chỉ cần một cô hoa hậu mà cô ấy khỏa thân thôi, cô đi lại trong phòng thế này, tôi đảm bảo số lượng mắt nó tăng lên độ khoảng 10.000 mắt, thì chỉ vèo cái là đến 10.000 mắt ngay lập tức. Như vậy rõ ràng là thỏa mãn cái phần thân và phần tâm nó phê hơn rất là nhiều lần. Và nghe thầy nói đến phần tuệ thì nó mệt vô cùng, nó mệt não, cho nên cái xu thế thì của con người là nó thích bỏ những cái thứ nhàn nhã, bỏ những thứ nặng nhọc để lao vào những cái thứ nhàn nhã và phê. Và đó cũng chính là cái bẫy của cuộc sống. Vì vậy tất cả những người thành công ấy là đều là những người họ kiểm soát được cảm xúc rất là tốt, vì thằng thân và phần tâm là nó rất phê, vì vậy là nó dễ điều khiển cảm xúc con người mình. Mình rất thích những cái thứ đấy và mình bị cảm xúc nó điều khiển. Còn làm về anh nào mà nâng tuệ lên thì là anh ấy ít bị cảm xúc nó điều khiển. Vậy thì mới quay trở lại cái câu chuyện của bạn là làm thế nào để bạn ít bị cám dỗ. Vậy thì tôi nhắc lại là nếu cám dỗ về phần thân thì bạn phải xem lại ngay cái chế độ ăn uống. Nếu tình dục nhiều quá thì thôi, thì tăng cường rau răm, mà thậm chí mua rau răm về ăn thay rau ngót với rau muống cũng được, cho một thời gian nó yếu sinh lý đi. Nhưng mà khổ, nó yếu sinh lý mà vợ nó chê thì lại cơn mạn nó lại lên, thì nó lại thấy nhục, thì dẫn tới là lại thích khỏe sinh lý cơ. Nhưng mà vừa thích khỏe sinh lý mà lại vừa thích nâng tuệ thì khó lắm ông ơi. Như vậy là bản chất là ngay từ lúc mà chúng ta định vị chúng ta đã bị tham rồi. Vậy thì tôi nhắc lại, 24 giờ thời gian dành cho thân nhiều, cho tâm nhiều thì tuệ nó sẽ ngu. Mà thời gian mà dành cho tâm nhiều, cho tuệ nhiều thì thân xác này sẽ rã rời, nó không chịu nổi. Vì dù sao nó vẫn là vật lý và sinh học. Nếu mà dùng cho phần thân và phần tuệ nhiều quá mà tâm nó không được giải trí thì tâm nó cũng cảm thấy ức chế. Một hồi bắt đầu nó lại nghĩ là vậy thì mình sinh ra để làm gì, thế thì bố mày phải hưởng thụ một tí chứ. Đấy, thì bắt đầu nó ba thằng đấy nó cứ cãi nhau trong một con người mình và lộn xộn lên, và mình không điều tiết được nó thì nó sẽ điều tiết mình. Vậy thì mới quay trở lại câu chuyện của bạn, để tránh bị cám dỗ, nếu là phần thân điều chỉnh chế độ ăn uống, nếu là phần tâm thì bắt buộc bạn phải tự kiểm soát mình thôi, giảm bớt cái sự thỏa mãn cái tâm mình đi, thì hạ tâm xuống và thỏa mãn cái tâm nó vừa phải thì tuệ ngay lập tức nó lên. Nhưng mà nó rất là hay là khi tuệ nó lên rồi thì bắt đầu bạn biết đam mê, bắt đầu bạn biết đam mê công việc. Thì khi bạn biết đam mê công việc một cái thì công việc đối với bạn lại ưu tiên hơn là những cái thứ thỏa mãn thân và tâm. Và nguyên tắc tuệ càng ngu thì cái việc thỏa mãn thân và tâm họ lại hay nghĩ đến. Tôi lấy ví dụ thế này, có phải là do tuệ mình ngu mình không làm được việc, thì trong lúc làm việc lúng túng thì cái việc đầu tiên bạn hay nghĩ đến là đi giải trí một tí, đi ra ngoài một tí cho nó thoáng, ngắm gái một tí cho nó lấy cảm hứng. Nhưng mà thực ra là các bố tự lừa mình thôi, chứ thực ra lúc ấy là nghĩ nhiều nó mệt óc quá thôi, và thôi ra ngoài cho cái tâm nó thỏa mãn thôi, chứ còn bản chất là không phải ra ngoài để tuệ nó sáng đâu, mà ra ngoài thỏa mãn cái tâm. Vậy thì tóm lại là thay đổi chế độ ăn uống để cho nó cân bằng, để giảm tình dục xuống, ngủ nó đúng vừa phải thôi. Đối với tuổi trẻ thì ngủ khoảng 7 giờ một ngày, đối với người mà ngoài 40 như tôi thì chỉ cần ngủ 6 giờ một ngày thôi thì là vừa. Và cái tâm thì thỏa mãn cái tâm, mỗi ngày thỏa mãn cái tâm nó hạ xuống một chút thì dứt khoát tuệ nó lên lên. Mà nguyên tắc ngọn đèn tuệ nó lên rồi thì không còn chỗ cho bóng tối nó lấn chiếm, thì như vậy càng ngày bạn càng trở thành minh triết và bắt đầu bạn biết đam mê cái công việc của bạn hơn. Còn ngày nào mà tuệ nó còn tối thì ngày đó là bóng tối nó cứ lấn chiếm và bắt đầu bạn đam mê về mặt thỏa mãn thân và tâm nhiều hơn. Vậy thì quay trở lại câu chuyện của bạn, hãy tự ngồi và khảo sát lại bản thân mình xem thực sự là bản thân mình, thằng thân nó đang tiêu nhiều thời gian, thằng tâm đang tiêu nhiều thời gian hay thằng tuệ tiêu nhiều thời gian, và từ đó chúng ta phải điều chỉnh cân bằng để giảm thân, giảm tâm và nâng tuệ lên, thì bấy giờ chúng ta mới tự điều khiển được chính mình. Còn khi nào kẻ nào mà bị cảm xúc của thân tâm nó điều khiển mình thì kẻ đó không bao giờ có tuệ và minh triết được. Cho nên nó mới quay trở lại cái câu chuyện là những người mà có cuộc sống phóng túng, những người có cuộc sống mà buông thả
và thỏa mãn thân và tâm nhiều quá, thì kẻ đấy nó có thành công thì cũng chỉ là thành công tạm thời mà thôi. Và những người như thế thì chỉ le lói trong cuộc đời một chút thôi, rồi là lại tắt. Còn những người mà họ thật sự có cái tuệ và họ bền vững, thì những người đấy là họ rất là giản dị, họ rất dễ gần. Và thân họ thì họ không nuông chiều thân họ, đi xe máy cũng được, đi xe đạp cũng được, đi ô tô cũng được, ăn rau muống cũng được. Mà sơn hào hải vị thì cũng không phải là thứ mà là những thứ mà dùng những cái thứ đấy để nôi kéo nhử mồi họ được. Đấy, thì chúng ta nhìn vào đấy thì chúng ta tự soi xét bản thân mình, để khi nào mà mình nhìn ra chính bản thân mình thì khi đấy chính là việc mình đang từng ngày thay đổi mình và giúp cho mình tiến đến sự an lạc và trí tuệ nó tăng lên. Và chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân trong con người mình và cân bằng thân tâm tuệ trong con người bạn, để trí tuệ của bạn tăng lên, để thân và tâm nó ít lên tiếng, thì bạn sẽ có một cuộc sống an lạc và thành công. Chúc bạn thành công. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Việt Nam nằm trong 3 nhóm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 29 thương vụ có công bố là 751 triệu USD. 52 trên 63 tỉnh thành đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Hơn 300 sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo đã được tổ chức. Hơn 10 chương trình truyền hình về khởi nghiệp sáng tạo được phát sóng trong cả nước. Số lượng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế không ngừng tăng nhanh qua các năm. Hiện nay có hơn 100 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam. Không có ý tưởng khởi nghiệp, có ý tưởng nhưng khởi nghiệp thất bại, không có khả năng quản lý và vận hành doanh nghiệp, không thể gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Business Boss là chương trình đào tạo startup khởi nghiệp hoặc làm chủ doanh nghiệp kế thừa thực tiễn, được tích hợp bởi 3 yếu tố: rèn luyện phần thân. Business Boss được áp dụng theo phương pháp rèn luyện theo mô hình quân đội, với lịch trình hoạt động một ngày từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến 22 giờ 30 phút tối trước khi đi ngủ, bao gồm các hoạt động ăn, ở, hoạt động thể chất và tinh thần. Rèn luyện phần tâm, Business Boss là chương trình mang đến cho sinh viên suy nghĩ tích cực, ứng xử phù hợp, trung thực với bản thân. Rèn luyện phần tuệ, tư duy làm chủ, đủ năng lực tiếp nhận và vận hành doanh nghiệp kế thừa, đủ năng lực xây dựng và vận hành một doanh nghiệp startup. Bên cạnh đó, mang đến cho các bạn sinh viên khả năng giao tiếp tiếng Anh để sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài, đồng thời có nhiều kỹ năng hòa nhập với cộng đồng doanh nhân như kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm. Hoạt động ngoại khóa như giải Marathon Sinh viên CEO Việt Nam, giải bóng đá Sinh viên CEO Việt Nam, giải văn nghệ Sinh viên CEO Việt Nam đẹp và trí tuệ, sự kiện gọi vốn Start Sinh viên CEO Việt Nam trí tuệ và mạnh mẽ, sự kiện Ngày hội Việc làm Doanh nhân CEO Việt Nam. Với lộ trình một năm học đầu tiên, sinh viên được trang bị đầy đủ thói quen của một người thành công, sinh viên có được sức khỏe dồi dào, tinh thần mạnh mẽ giúp việc học tập, làm việc đạt được hiệu quả cao, được trang bị kỹ năng đọc sách và thuyết trình, nói tiếng Anh thành thạo và kỹ năng giao tiếp. Điều hành doanh nghiệp kế thừa hoặc Start khởi nghiệp. Năm thứ hai, tự vận hành doanh nghiệp kế thừa, xây dựng Start khởi nghiệp. Buổi tối, sinh viên tiếp tục học chương trình cao đẳng chính quy. Năm thứ ba, ban ngày sinh viên tiếp tục vận hành doanh nghiệp kế thừa hoặc vận hành doanh nghiệp Start. Buổi tối, sinh viên tiếp tục tự học để hoàn thiện chương trình cao đẳng. Năm thứ tư trở đi, sinh viên vận hành doanh nghiệp của chính mình, liên thông lên đại học nếu có nhu cầu. Business Boss là chương trình thuộc bản quyền của CEO Việt Nam Holding, tiền thân là tập đoàn CEO Việt Nam hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm CEO Việt Nam Holding tại các tỉnh, địa phương, CEO Center tại các tỉnh, địa phương, trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Người sáng lập chương trình là ông Ngô Minh Tuấn, chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chủ tịch cộng đồng doanh nhân CEO Việt Nam. Ông đã đào tạo tư vấn cho hàng trăm công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam như Eurowindow, VN Steel Thăng Long, tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT, tổng công ty dệt may Gia Định, TH Chu Mill, là người đào tạo cho hàng nghìn doanh nhân trên khắp mọi miền tổ quốc. Điều kiện tham gia học tập tại Business Boss, bạn cần đáp ứng 3 tiêu chí sau. Thứ nhất, tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai, bạn vượt qua vòng thi trắc nghiệm online kiểm tra khát vọng và sự hiểu biết về chương trình của trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Thứ ba,
bạn vượt qua vòng thi phỏng vấn của các chuyên gia trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam. Business Boss, chương trình đào tạo chủ doanh nghiệp kế thừa và các startup khởi nghiệp thực tiễn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.